Đời, ai hay chữ ngờ. Này, mưa gió này, thôi, bỏ hết việc đi, đi với anh. Anh dẫn mày đi. Đi. Đi đâu anh? Ủa, tao dẫn mày đi ăn 3 vạn đặc sản với anh ấy. Ui, nghề ngon đi. Mày cho mày biết mùi. Ơ, hai thằng em, anh chuẩn bị đi về đã. Vâng, mưa anh. Ê, ở lại đây để tối nay chuẩn bị tiếp tục đổ bê tông. À, khu A tối nay đổ bê tông em nhá. Mày chạy sang đấy luôn đi bồn ạ. Đang gấp lắm rồi, xong luôn đi. Mưa này làm sao đổ bê tông? Anh nói thế nào ấy? Mày chuẩn bị đi ăn đặc sản với anh Méo rồi. Thế mày chưa nghe cái câu à? Trời mưa chó chạy vào nhà, mấy thằng kỹ thuật lao ra công trường. Thôi, đi đổ bê tông đi. Tối nay anh với cả anh Méo này là còn phải ngồi họp mãi cơ. Đến đêm thì chắc nó về ở đâu. Đi luôn đi. Con trai chưa gì đã quản lấm đầu rồi. Nhưng mà anh Méo nhớ là mai phải chiều ra ăn đặc sản nhá. Yên tâm, cái món đấy là không ăn nó vẫn còn nguyên. Chú cứ yên tâm. Okay. Cố gắng nhá. Rồi, yên tâm. Đi, nhanh, nhanh, bảo không đợi nhé. Ai, em biết ngay, em đoán ngay mà. Mày ghê, tí nó nghe được. Mà em vẫn thắc mắc sao anh không cho nó đi cho vui. Đi để nó lại chốt mấy cái gói cà phê ở mồm anh bảo. Anh sợ nó rồi. Mày em nghĩ ra rồi. Cho nó đi có khi nó lại còn bắt anh ấy đọc thông tư cả buổi đi anh. Chứ còn sao nữa. Mà cái thằng đấy, tiền đấy mày thấy, lương anh trả đều. Bảo đổi cái xe ga mà đi. Đi cái con xem ghẻ đấy, xấu hết cả mặt. Gặp chủ đầu tư tiếc con cái mặt mũi của anh ở đâu. Anh em lại bảo anh bạc đãi nó. Thằng con nào đi như thế nhỉ? Đuổi theo nó, đuổi theo. Mày xuống đây. Ủa, anh à? Ui, trời mưa này mà theo nhau đi đâu này? Ưa thế rồi, tưởng thế. Thôi em đang vội đi đổ bê tông nhá. Có gì nói chuyện sau nhá. Em nó đâu? Em về à?